Lớp 8. Ok. Nhập bàn phím thông tin sinh viên, mã số sinh viên, họ tên, ngành học, điểm trung bình. Mã số sinh viên, tên sinh viên, ngành học, điểm trung bình với mảng 50 sinh viên. Ok, vào mảng. Khai báo mạng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Chúng ta sẽ new new project. New project C nhé. Các bạn chọn C giúp thầy nhé. C nha, C nha. Hồi nãy các bạn chọn CBB á. Chọn C. Form 108.00.123. Quang Bình chấm. Rồi, stress ha. See new folder. New folder. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ liên quan đến struct ha. Chúng ta sẽ khai báo một cái struct ở đây là sinh viên. Sinh viên của chúng ta đang có nhu cầu quản lý về cái gì nào? À, như vậy thì bạn sẽ quản lý ở đây bằng cái cấu trúc ở trong này luôn, character sinh viên điểm trung bình. Rồi. Và ở đây người ta khai báo luôn một cái mảng sinh viên. Một cái mảng sinh viên 50 phần tử. Ok, tạo ra N. Và người ta khai báo sẵn một cái mảng sinh viên 50 phần tử. Vấn đề của chúng ta là chúng ta sẽ cần sử dụng cái mảng này với bao nhiêu sinh viên ha. Thì chúng ta sẽ có N green green nhập số lượng sinh viên đó, rồi scan F phần trăm D phẩy N, mình có số lượng sinh viên cần nhập. Và bây giờ các bạn sẽ sử dụng đoạn code nhập. Có rất là nhiều bạn thích viết ngay trong hàm main, nhưng mà riêng thầy thì thầy lại thích viết ở hàm con, viết ở hàm con. Cho nên là các bạn có thể viết trong main luôn cũng được, các bạn có thể viết trong hàm con. Rồi, ở đây mình sẽ viết trong main luôn ha, còn bạn nào muốn tách ra hàm con cũng được. Mình sẽ có một cái biến y để cho nó chạy. For sẽ y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. N của mình là phải nhỏ hơn hoặc bằng 50 nha các bạn, không được lớn hơn nhé. Ở bên trong này mình sẽ xuất ra câu thông báo đầu tiên. Nhập thông tin sinh viên thứ thứ mấy phần trăm D thứ không à, chứ không kỳ lắm, y cộng 1, nếu không thì nó thông báo là 1. Rồi friend, à chỗ này mình xuống dòng cái thông tin của mình sẽ bao gồm mã số sinh viên, mã số sinh viên hai chấm cách ra và scan
Như vậy chỗ này chúng ta muốn khai thác cái mã số sinh viên của sinh viên thứ Y. À, mã sinh viên thì chỗ này chúng ta sẽ có mảng sinh viên. Chúng ta cho nó là thứ Y chấm mã sinh viên chấm phẩy. Chỗ lệnh scan này thầy nói hôm trước. À, nói nãy thôi. Như vậy thì chỗ này bạn có thể dùng scan để bạn nhập cho cái này. Thì bạn sử dụng là phần trăm S và kiểu OK. Đây là kiểu mà bạn sử dụng lệnh scan. Còn nếu như bạn muốn nhập mà có khoảng trắng thì chúng ta không dùng scan. Cái này là bạn nhập đến khoảng trắng nó dừng nhé. Còn nếu không thì bạn sẽ không dùng scan mà chúng ta sẽ dùng get s. Và lúc này chúng ta chỉ cần đưa cái mảng sinh viên này vào đây. Chúng ta đã nhập được mã số sinh viên. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ nhập cho tên sinh viên. Và get s chỗ này là tên sinh viên, chỗ này là ngành học, rồi chỗ này là ngành học, tương tự như vậy, chỗ này là điểm. Điểm thì chúng ta không get mà chúng ta sẽ scan. Phần trăm F phẩy mảng sinh viên thứ Y chấm điểm trung bình. Và chỗ này nó là kiểu nguyên cho kiểu số, cho nên là chúng ta cần phải có gì? Cần phải có và ở phía trước. Rồi, như vậy là chúng ta đã nhập được thông tin của các bạn sinh viên. Bây giờ mình sẽ xuất nhé. Xuất. Mình cũng for. Y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Và mình sẽ xuất cái gì? Sinh viên phần trăm D phẩy y cộng 1. Sinh viên thứ y cộng 1. Và chỗ này mình sẽ xuống dòng. Chúng ta sẽ xuất ra mã số tên ngành học. Copy lại cái này cho nó nhanh. Chỗ này chúng ta sẽ thay bằng dấu phẩy. OK. Phần trăm x xịt n. Chỗ này phần trăm x xịt n. Và mình đổi chỗ này thành phẩy. Ngành học phần trăm S sigma phẩy. Phần trăm F sigma. Phẩy. À, sinh viên thứ Y. Nhập xuất. Rồi ổn ha. Mình nhập 3 sinh viên. Mã sinh viên đây. Bị gì đây? Bị gì? Số lượng sinh viên cái nó xuống nó bị dính trôi lên. Trôi lên.
Cho nên là cái mã sinh viên nó không có giữ được ha. Trôi lệnh, các bạn biết trôi lệnh không? Chỗ này các bạn sẽ sử dụng cái ffloss std in để bạn xóa cái két đi. Xóa cái két. Số lượng sinh viên 3. Sinh viên thứ nhất, mã sinh viên A1, tên sinh viên A, ngành học ứng dụng phần mềm điểm 8. Sinh viên 2, mã số sinh viên A2, tên là D, ngành học phát triển phần mềm điểm 9. Thông tin sinh viên 3, A3, tên sinh viên H, ngành học xử lý dữ liệu điểm 8. Điểm 8. Như vậy thì chúng ta đang có xuất nè, sinh viên 1, ngành, điểm, 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 điểm có vấn đề. Phần trăm F, tự nhiên thầy đưa là và F, phần trăm F. Rồi, như vậy thì nhập và xuất là chúng ta đã hoàn thiện ha. Phần trăm F. Ok. Như vậy chúng ta đã nhập và xuất. Sắp xếp sinh viên điểm tăng dần. Đây, hoán vị. Sắp xếp điểm sinh viên hoán vị tăng dần. Như vậy ở chỗ này các bạn sẽ sử dụng một cái phương pháp để chúng ta gán cái sinh viên này qua. Gán cái sinh viên này qua. Làm sao để mình hoán vị được cái thông tin sinh viên A bằng sinh viên B. Sinh viên B bằng tạm tạm bằng sinh viên A, ví dụ như thế. Được chưa? Cái phần mà tạo nhập xuất các bạn làm được trước đi cái này. Phần này cấu trúc của chúng ta thành ra là nó hơi hơi phức tạp hơn tí xíu, bởi vì nó là struct,